Trong tuần này, IBM, Comcast và công ty con NBC Universal cho biết đã ngừng quảng cáo trên mạng xã hội X sau khi có báo cáo cho biết quảng cáo của các công ty này xuất hiện cùng nội dung ủng hộ Đức Quốc xã. Theo báo cáo của tổ chức Media Matters, chuyên giám sát truyền thông tại Mỹ công bố ngày 16 tháng 11, quảng cáo của các hãng Apple và Oracle trên mạng xã hội X cũng đã hiển thị bên cạnh nội dung bài Do Thái. Trong một tuyên bố riêng rẽ, Ủy ban châu Âu EC, cơ quan hành pháp của Liên minh châu Âu EU cho biết đã ngừng quảng cáo trên X và các nền tảng mạng xã hội khác do làn sóng thông tin sai lệch và ngôn từ kích động thù hận ngày một tăng. Sau đó, Disney, Lionsgate và Paramount Global cũng thông báo ngừng quảng cáo trên mạng xã hội X. Làn sóng các thương hiệu quay lưng với mạng xã hội X diễn ra trong bối cảnh tỷ phú Elon Musk đang đối mặt với những phản đối dữ dội trong tuần này khi ông đăng tải nội dung ủng hộ một người cùng có tư tưởng bài Do Thái.